Sinh nhật An Tiến, siêu giá sập sàn, bạt ngàn quà tặng. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với An Tiến. Và ngay bên cạnh mình đây đó chính là Onyx Studio 7, một sản phẩm mới đến từ thương hiệu Harman. Và trong video ngày hôm nay thì hãy cùng mình tìm hiểu cũng như mở hộp chiếc loa này và đánh giá nhanh về sản phẩm này nhé. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, bắt đầu thôi. Ok, đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu phía bên ngoài vỏ hộp của chiếc loa này sẽ cung cấp những dạng thông tin gì nhá. Phía lên camera đi lại sát đây để cho mọi người có thể cùng xem được là thông tin trên chiếc loa này có cái gì. Đầu tiên là phần vỏ hộp ý. Ở phần đầu này chúng ta sẽ có chữ là cái tên của sản phẩm này rồi, là Onyx Studio 7. Cái phần dưới đây chúng ta sẽ có hình ảnh này. Phần hình ảnh này ý, cái ấn tượng đầu tiên mình nhìn thấy rằng là nó là sự kết hợp của rất nhiều phiên bản tiền nhiệm ngày trước của phiên bản Onyx Studio. Với cái viền kim loại này ở đây ý, thì mình thấy rằng là nó rất giống với phiên bản original Onyx, hay gọi là Onyx PT. Cái phần dưới này, cái phần loa này thì mình thấy rằng là nó rất giống với con Onyx Studio 4. Có thể thấy rằng là cái phần logo này nữa này. Phần logo của chiếc loa này thì mình thấy rằng là nó rất giống với cái phiên bản Onyx Studio 6. Có thể thấy rằng sản phẩm này, ấn tượng đầu tiên của mình là nó đang lai tạp của rất nhiều cái phiên bản tiền nhiệm ngày trước. Những cái điểm gì đẹp nhất và tốt nhất của các phiên bản ngày trước nó đã tổng hợp với chiếc loa này rồi. Và mình cảm nhận là chiếc loa này trông nó khá sang chảnh và có cái tay cầm này thì mình cảm giác là lúc cái việc mà mình mang đi mang lại nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Phía bên trên này là các nút điều khiển mà thôi. Và chúng ta cùng tìm hiểu kỹ hơn nhé. Phía bên dưới chúng ta sẽ có cái logo là Bluetooth này, thương hiệu Harman. Ok, cùng lật về phía đằng sau nào, để xem chúng ta sẽ có những cái gì nào. Đây rồi, phía đằng sau thì chúng ta, cái đập vào mắt mình đầu tiên ấy, đó chính là cái hình ảnh phía bên trong của chiếc loa. Có thể thấy rằng là ở trên chiếc loa được nâng cấp hơn khi được trang bị thêm hai loa chép. Hai loa chép ở phía này. So với phiên bản Audit 5 và 6 ngày trước thì chỉ có một mà thôi. Phía bên dưới chúng ta sẽ có một cái loa bass này. Và bên trên là sẽ có watt subwoofer. Đó, trông rất là ấn tượng và nó cho chúng mình biết được là thông tin là bên trong chiếc loa này sẽ được trang bị những driver như thế nào. Bên này thì chúng ta sẽ có về các cái gọi là tiêu biểu, tính năng tiêu biểu trên chiếc loa này. Thì ở đây thì chúng ta đã có cái stereo rồi, stereo performance. Nghĩa là chúng ta sẽ có được cái gọi là âm thanh stereo luôn ở trong cái chiếc loa này luôn. Ngày xưa ấy, các cái phiên bản loa ngày trước khi muốn sử dụng được cái stereo này ấy, thì chúng ta sẽ phải kết nối hai loa với nhau này, cũng như là phải chỉnh ở trên một ứng dụng nữa. Còn hiện tại thì trên chiếc loa này đã trang bị thêm hai cái loa chép rồi thì nó sẽ giải quyết được cái vấn đề đó. Và mình khá là ấn tượng với cái việc đó là khi chúng ta đã có thêm một cái công nghệ là stereo trên chiếc một chiếc loa mà thôi. Nghĩa là 2 trong 1 luôn ấy. Cái việc cái thứ hai đó chính là về wireless Bluetooth. Cái này thật sự không phải nói quá nhiều vì đây chắc chắn là một chiếc loa Bluetooth rồi. Mình vẫn không hiểu tại sao mà Harman họ vẫn in cái Bluetooth này ở trên một chiếc loa này luôn. Bởi vì nó ai cũng thể biết được đây là một chiếc loa Bluetooth rồi đúng không? Cái thứ ba muốn đề cập đến nó chính là 8 tiếng chơi nhạc. 8 tiếng chơi nhạc này thì có thể nói rằng là nó giống hệt như các phiên bản Onyx Studio 6 này, 5 hoặc là 4 ngày trước mà thôi. Nhưng mà thực sự là để mà con số này thực tế thì nó sẽ phải ở một cái bài nhạc tiêu chuẩn, cũng như là âm lượng thì rơi vào khoảng 30-40% mà thôi. Còn trong thực tế khi mình test ở phiên bản 5 và 6 ấy, thì nó chỉ rơi vào khoảng được 2 tiếng đến 2 tiếng rưỡi khi mình mắc công suất, nghĩa là mình bật 100% âm lượng ấy. Còn đối với phiên bản 7 này thì chắc hẳn là mình sẽ phải có một cái video trải nghiệm, hoặc là trong cái video review chi tiết hơn thì mình sẽ gọi là test thời gian thực tế của sản phẩm này nhá. Phía bên dưới là chúng ta sẽ có wireless dual sound, nghĩa là chúng ta có thể kết nối giữa hai loa này với nhau. Nhưng mà ở đây thì họ lại không ghi cụ thể rằng là khi kết nối hai loa này với nhau cùng loại ấy, thì nó sẽ cho cái âm thanh là mono hay là stereo. Cái này chắc hẳn là mình sẽ có câu trả lời cho các bạn ở trong cái video review cụ thể nhá. Chính vì vậy thì các bạn hãy chờ đón cái video của bên mình. Còn bây giờ thì thực tế là mình vẫn chưa thể nào biết là nó đang có stereo hay là mono khi kết nối hai loa cùng loại với nhau. Ok, phía bên dưới thì chúng ta sẽ có cái gì nào? Đây là what in the box. Chúng ta sẽ có một loa này, một dây sạc này và một sách hướng dẫn này. Cái phần dây sạc này của Onyx Studio Series ấy, thật sự mình không thích. Đến đời 77 rồi mà vẫn không thay đổi cái phần sạc ấy đi. Bởi vì ở thời điểm hiện tại các bạn có thể thấy rằng là công nghệ Type-C cũng như là cái công suất sạc nhanh ở trên cái Type-C ấy, nó đã cải tiến rất là nhiều rồi. Công suất rất là lớn, có thể có những củ sạc đến 90W. Nếu mà trang bị cái khả năng sạc bằng Type-C trên chiếc loa này ấy, thì cái việc linh động như là cái việc di động của nó sẽ chủ động hơn rất là nhiều khi mà chúng ta phải dùng một cái củ sạc và cái dây số 8 như thế này. Thì thật sự là đến khi mà chúng ta mang đi nó khá là cồng kềnh này, cũng như là chẳng may mà mất cái củ sạc, cái củ nguồn adapter này ấy, thì để mua lại và tìm lại với cái chi phí nó rất là cao. Vì vậy là mình mong rằng ở phiên bản số 8 nó sẽ cải thiện hơn. Còn ở phiên bản 7 thì chúng ta thì thấy rằng là vẫn đang sử dụng cái loại đời cũ rồi.
Cùng tìm hiểu tiếp theo này, chúng ta sẽ có output power sẽ là 50W RMS là công suất thực. Với công suất này thì mình nghĩ là giống hệt như các phiên bản thử nghiệm ngày trước ấy, thì ở phiên bản 7 này thì sẽ vẫn phải sử dụng ở trên cắm nguồn trực tiếp mà thôi. Còn ở khi mà bật mà chỉ chạy theo pin thì mình nghĩ là nó sẽ chỉ được khoảng 70% mà thôi. Đấy là theo những cái trải nghiệm ngày trước của mình nhé. Còn để mà có câu trả lời chính xác cũng như là cụ thể nhất thì hãy đón chờ trong cái review cụ thể của chúng mình. Phía bên dưới thì chúng ta sẽ có giải tần số là 50Hz cho đến 20kHz. Cái này thì vẫn tương tự như ở phiên bản tiền nhiệm 5 và 6, không có sự cải biến gì cả. Mình không biết là cái này nếu mà họ tăng rộng hơn một chút ý, thì cái chất lượng nhạc nó sẽ cải thiện hơn. Nhưng ở phiên bản này thì vẫn sẽ giống như ở phiên bản đời 6 mà thôi. Ok, gần như là không còn gì để mà tìm hiểu bên ngoài của hộp này nữa rồi. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu phía bên trong chiếc hộp này có gì nhá. Nào, cùng mở hộp ra. Thật sự mỗi lần mở một hộp một cái sản phẩm gì mới ấy, cái đầu tiên mà mình cảm nhận được đó chính là cái mùi của sản phẩm ấy. Nó là sản phẩm mới thì nó sẽ có một cái mùi đặc trưng. Và cái mùi này thật sự là rất là ấn tượng, rất là cuốn hút luôn. Cùng mở ra nha. Xem nào, đầu tiên chúng ta sẽ có sách hướng dẫn này. Bỏ qua một bên đi. Phía này chúng ta sẽ có gì đây? Đây chính là về cái sạc thì phải. Để mình xem bên trong, mình lôi cho các bạn xem cái sạc bên trong nhé. Đó, vẫn là dạng dây số 8 như mình đã nói này. Cái dây này rất là dễ kiếm này, nhưng mà cái adapter này nó là vấn đề. Thực sự là mình rất mong là trên chiếc loa này sẽ sử dụng cái dạng sạc kiểu Type-C ấy, thì nó sẽ tiện hơn rất là nhiều. Các bạn thấy không, chúng ta phải mang ra mấy cục này, nó khá là cồng kềnh. Ngoài ra mất cái cục adapter này để mua lại thì cái chi phí cũng rất là cao. Rẻ nhưng mà rơi vào khoảng 200-300. Ok, đó, thì không khác gì các phiên bản tiền nhiệm ngày trước mà đâu. Mình để lại đây nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cái nhân vật quan trọng nhất của hôm nay, đó chính là Onyx Studio 7. Chà, xem nào. Chà, ấn tượng đầu tiên của mình khi cầm chiếc loa này ấy, phải nói là cái thanh kim loại này nó rất là chắc chắn. Cùng để gọn ra nhá. Phía bên trong gần như không có gì cả. Hết rồi, chỉ còn chiếc loa thôi. Đợi tí đã, để mình vớt qua tí đã nhá. Cảm nhận đầu tiên ấy, thì mình thấy rằng là đúng như mình nói là cái phần, có thể nói là cái tay cập này ấy, nó rất giống với phiên bản Original Onyx hay gọi là Onyx Studio BT. Còn cái phần vải này thì lại giống con Onyx Studio 4, rất giống. Logo thì lại giống đời 6. Có thể thấy rằng là mình khẳng định là một lần nữa, đó là tổng hợp tất cả những cái điểm gì mà ấn tượng nhất, đẹp nhất ở phiên bản tỉ nghiệm trên chiếc loa này luôn. Và thể nói lại về cái tay cầm này nhá. Cái tay cầm này nó khiến cho mình cảm thấy rất là chắc chắn này. Các bạn thấy không? Nhấc lên một tay hay là hai tay cầm này vẫn là rất là thoải mái. Và có một cái hay ở đây là cái cảm giác sờ vào nó mát, nó mịn ấy. Thế nên là bằng kim loại các bạn nghe được không? Nó hoàn toàn bằng kim loại. Nhưng mà mình không biết là trong khoảng thời gian sử dụng thì cái phần này nó có bị chóc ra không, thì không biết là nó có mại hay không. Thì cái này phải khẳng định trong thời gian thôi. Còn bây giờ thì mình không dám nói bừa. Còn về cái phần tay cầm này ấy, thì mình nói thêm, nghĩa là ở phiên bản đời 2, 3, 4 ấy, thì các bạn nhớ rằng là cái phần tay cầm nó nằm phía đằng sau này. Khi mà chúng ta cầm chiếc loa lên ấy, cái cảm giác nó không được gọi là chắc chắn cho lắm. Thì họ đã cải thiện hơn ở đời 5, đời 6. Chúng ta sẽ có một tay cầm như là một cái tay cầm bằng giỏ sách này. Như vậy ấy, thì nó cũng khá là hay. Nhưng mà cái thiết kế của cái phiên bản Onyx Studio nó mất đi cái dáng vẻ cũ của nó. Thay vào đấy thì họ đã làm cái vòng như thế này. Thì mình thấy rằng là chiếc loa trở nên sang chảnh rất là nhiều. Và ngoài ra là cái khả năng linh động cũng như là di động của nó cũng dễ dàng hơn khi chúng ta cầm lên cầm nắm này. Cầm rất là dễ dàng. Và mình không phải dùng nhiều sức đâu. Mình ước chừng chiếc loa này chỉ rơi vào khoảng 2-3 cân thôi. Vậy thì kể cả là các bạn có đi du lịch bằng máy bay đi nữa thì vẫn có thể dễ dàng xách chiếc loa này đi. Nó không có vấn đề gì quá lớn cả. Cái phần logo này thì vẫn là logo giống đời Onyx Studio 6 này. Cảm giác sờ vào cái vải này ấy, thì mình thấy rằng là nó sần sật. Ngoài ra là cái cảm giác là các cái lỗ ở đây ấy, nó sẽ gọi là nó thít hơn rất là nhiều. Thì cái khả năng gọi là tránh được cái nước bắn vào bên trong ấy, có thể nó sẽ cải thiện hơn rất nhiều so với phiên bản Onyx Studio 6. Nhưng mà khi mà mình xem ở phía bên ngoài vỏ hộp ấy, thì không thấy là Harman họ có đề cập đến cái tiêu chuẩn kháng nước ở trên chiếc loa này. Thì không biết là nó có thể cho xuống hồ bơi giống như ở JBL hay không. Thì cái đấy thì chắc là mình sẽ tìm hiểu kỹ hơn và sẽ có câu trả lời cho các bạn ở trong cái video review cụ thể nhá. Còn ở đây thì hiện tại mình thấy rằng là cái phần vải này, cái phần lỗ này nó sẽ chi tiết hơn, nó khít hơn rất nhiều. Và khả năng nước vào bên trong ấy nó sẽ cải thiện rất nhiều, nghĩa là kháng nước một chút ấy, đỡ hơn so với phiên bản đời 6. Phía bên trên thì chúng ta sẽ có các nút điều khiển này, Bluetooth này, tăng giảm âm lượng này. Mình bật lên rồi mà.
Đấy, vẫn là cái âm thanh như thế. Họ vẫn giữ cái âm thanh truyền thống của dòng Harman. Biến vào nút Bluetooth này. Đó, vẫn như vậy mà thôi. Không điểm gì khác biệt cả. Có thể thấy rằng là giống như cái hình ảnh mà mình vừa xem phía bên sau ấy, thì ở đây là sẽ là có hai loa left right, hoặc là hai loa chép này. Phía bên dưới chúng ta sẽ có một cục bass, còn phía bên trên này sẽ có một subwoofer. Và với cái hai loa chép này sẽ giúp cho chúng ta cái gọi là âm thanh stereo trên một chiếc loa mà thôi nhá. Đây mình nói là một chiếc loa nhá. Nhưng ngày xưa để mà có âm thanh stereo thì chúng ta sẽ cần hai loa kết nối với nhau. Ok, ở phía mặt trước chúng ta gần như là không có gì cả. Không có gì để nói nữa cả. Mình nói khá nhiều về cái phần tay cầm cũng như là phần vỏ này rồi. Mình cảm thấy rằng là cái phần vải này nó cũng kiểu được tỉ mỉ hơn ấy, trau chuốt hơn rất nhiều so với phiên bản trước. Và mình thích cái kiểu cảm giác nó khít như này. Sờ và rất là thích tay. Phía đằng sau nhá, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về các cái cổng kết nối này. Tại đây chúng ta sẽ có cổng kết nối 3.5 AUX này, quá truyền thống rồi. Nút power nghĩa là để cho cắm adapter cái vào này. Và một cổng service, cổng service và cổng C này. Cổng service, cổng C này giúp chúng ta có thể gọi là nâng cấp cái phiên bản của chiếc loa này mà thôi. Hoặc là khi mà chiếc loa bị lỗi ấy, thì mang đến khi hãng ấy, thì họ sẽ chạy lại phần mềm. Chứ thực tế là cái cổng service này nó sẽ không cung cấp được nguồn các bạn nhé. Đây chính là cái điều mà mình đã nói ở phần đầu video khi mình nói về cái cấp nguồn ấy. Nếu mà họ thay cái cổng service này thành cái cổng C đấy ấy, mà có thể cấp nguồn cho chiếc loa này, thì cái việc mà chúng ta mang vác chiếc loa này đi nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Và chẳng may là mất cái adapter kia đi thì cũng không phải vấn đề quá lớn. Ồ, cổng sen phía dưới này. Cái phần đế này chúng ta sẽ có một vài cái thông tin nữa về cái chiếc loa. Input sẽ là 19V và 2A Mix Stereo 7. Còn đầu một vài thông tin về công ty mà thôi. Vừa rồi là một vài thông tin cũng như là đánh giá nhanh và mở hộp về chiếc loa Onyx Stereo 7 của chúng mình. Và các bạn hãy cùng chờ đợi chúng mình trong những cái video gọi là review chi tiết về sản phẩm này để cùng giải đáp những cái thắc mắc mà mình vừa đề cập đến trong video ngày hôm nay nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.